Những nội dung chính sẽ có trong bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 18 tháng 5. Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới ngoài cộng đồng. Người Việt ở Hàn Quốc nhiễm nCoV từ phố đêm Itaewon. Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ vượt 90.000 người. Anh có nguy cơ thất bại trong sản xuất vaccine COVID-19. Nguy kịch tính mạng do đeo khẩu trang chạy bộ. Nga ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh mắc COVID-19. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Bộ Y tế cho biết, đến 6 giờ sáng ngày 18 tháng 5, thành quả đẩy lùi dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn được bảo vệ, với 32 ngày không có ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tổng số ca mắc hiện tại là 320, trong đó có 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Riêng ca bệnh nặng là bệnh nhân số 91, diễn biến lâm sàng cải thiện tốt hơn, kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân đã âm tính 10 ngày liên tiếp. Bệnh nhân đã được cấy máu để phân lập virus, nếu kết quả âm tính, đề xuất chuyển bệnh viện Chợ Rẫy điều trị giai đoạn chuẩn bị và chờ ghép phổi. Một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi dương tính với nCoV sau khi đến hộp đêm ở phố Itaewon và lây cho một đồng nghiệp người Việt khác. Người đàn ông trên sống ở thành phố Busan, tỉnh Gyeonggi, đến hộp đêm ở phố Itaewon, thủ đô Seoul tối mùng 1 tháng 5, sau đó có những triệu chứng như đau họng và sốt. Hôm 15 tháng 5, anh đã đến cơ sở y tế khai báo và có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Chính quyền thành phố Gwangju hôm qua cũng xác nhận một người đàn ông Việt Nam khác 43 tuổi là đồng nghiệp của người trên cũng nhiễm nCoV. Cả hai người Việt đã được chuyển tới bệnh viện để cách ly và điều trị. Giới chức đang điều tra chi tiết lộ trình đi lại và những người từng tiếp xúc với họ. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận gần 317.000 người chết do nCoV trong gần 4,8 triệu ca nhiễm. Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ đã vượt 90.000, tăng hơn 800 ca so với một ngày trước đó. Số người mắc tại nước này cũng tăng lên gần 1,53 triệu ca, tăng hơn 18.000 ca so với một ngày trước đó. Số người mắc mới và tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã có xu hướng tăng chậm lại so với giai đoạn đỉnh dịch. Trong bối cảnh này, các bang ở Mỹ đã bắt đầu mở cửa trở lại để khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Giới chuyên gia cảnh báo, việc dỡ bỏ các hạn chế quá sớm và thiếu thận trọng có thể kéo theo làn sóng lây nhiễm thứ hai. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar hôm qua khẳng định giới chức nước này chưa phát hiện tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 mới tại các bang đã mở cửa trở lại. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama những ngày gần đây liên tục đưa ra chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump về cách ứng phó với đại dịch COVID-19. Đáp lại chỉ trích này, ông Trump cáo buộc người tiền nhiệm hoàn toàn không đủ năng lực trong thời gian nhậm sở. Trong khi đó, Eric Trump, con trai của Donald Trump, đã gây tranh cãi khi nói rằng virus SARS-CoV-2 sẽ biến mất thần kỳ sau cuộc bầu cử. Bộ trưởng Kinh doanh Anh Sama cảnh báo nước này có thể không điều chế vaccine COVID-19 thành công dù hai trong số những đơn vị tiên phong trên thế giới về phát triển vaccine đang ở ngay tại Anh là tại Đại học Oxford và Đại học Hoàng gia London. Ông khẳng định Anh sẽ được tiếp cận vaccine đầu tiên cũng như đảm bảo có thể cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển với chi phí thấp nhất có thể. Anh hiện là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới với hơn 240.000 ca nhiễm và hơn 34.000 ca tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch nới các biện pháp hạn chế, trong đó khuyến khích người dân quay lại làm việc nếu không thể làm từ xa, cũng như cho phép mọi người tập thể dục ngoài trời không giới hạn. Anh Giang Ping, 26 tuổi, được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Vũ Hán sau khi đeo khẩu trang chạy khoảng 4 km. Hai tuần trước, Giang bắt đầu chạy sau khi khu vực anh sống được nới phong tỏa. Giang cho biết, việc đeo khẩu trang khiến anh khó chịu và ngột ngạt, nhưng tất cả mọi người đều đeo để đảm bảo an toàn. Ngày 7 tháng 5, Giang đột nhiên khó thở và đau nhẹ ở ngực sau khi chạy 4 km. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục chạy thêm một lúc nữa trước khi dừng lại và đi bộ về nhà. Sau đó, người nhà phải đưa anh vào Bệnh viện Trung ương Vũ Hán khi cơn đau trở nên trầm trọng. Các bác sĩ phát hiện phổi trái của bệnh nhân bị xẹp, tổn thương khoảng 90%. Họ tin rằng áp lực lớn lên phổi là do anh Giang đã tập luyện nặng khi đeo khẩu trang. Nếu cấp cứu muộn hơn một chút, tính mạng của anh sẽ bị nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo mọi người không đeo khẩu trang khi tập luyện, tránh cản trở việc hít thở oxy. Giới chức y tế Nga ngày 17 tháng 5 thông báo nước này đã ghi nhận một trường hợp trẻ sơ sinh mắc COVID-19.
bệnh nhi chào đời tại thị trấn Beslan thuộc Bắc Ossetia và nhiễm virus SARS-CoV-2 từ người mẹ. Đây là trường hợp thứ 3 trên thế giới mắc COVID-19 ngay từ khi lọt lòng. Giới chức Peru hồi giữa tháng 4 vừa qua cũng đã ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2. Trưởng khoa sản thuộc bệnh viện nơi bệnh nhi trên chào đời cho biết, có tới 17 trong số 35 thai phụ chuẩn bị tới kỳ sinh nở tại bệnh viện này đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Với những bà mẹ đang được xác định nghi nhiễm COVID-19, Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoa Kỳ khuyên rằng chúng ta nên cách ly mẹ và bé. Người mẹ cần thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an toàn cho trẻ trong mùa dịch. Cách tốt nhất vẫn là rửa tay sạch trước khi chạm vào người trẻ, tránh chạm vào mặt trẻ, tránh ho hoặc hắt hơi vào người trẻ hoặc mang khẩu trang khi chăm sóc trẻ. Nếu không bế trẻ, ví dụ trong lúc em bé ngủ, cố gắng giữ khoảng cách với trẻ ít nhất 2 mét để làm hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho trẻ. Một vài sản phụ dương tính với COVID-19 đã được làm xét nghiệm và cho thấy không tìm thấy dấu vết của virus trong sữa mẹ. Vì vậy, cho con bú trong trường hợp nhiễm COVID-19 có vẻ như an toàn. Tuy nhiên, có thể vắt sữa bằng tay và nhờ người khỏe mạnh cho em bé bú bình. Vắt sữa bằng tay cũng cần đảm bảo rằng phải rửa tay sạch trước khi thực hiện.